Xúc động hình ảnh em bé mới sinh được 10 ngày cùng bố mẹ vượt 1.400 km về Nghệ An. Nhiều người đã rơi nước mắt khi tại trạm dừng chân ở đèo Lò Xo, tỉnh Kon Tum, bắt gặp một cặp vợ chồng bế theo con nhỏ mới sinh đi từ miền Nam về Nghệ An. Anh chị nói bé mới sinh được 10 ngày, thương con lắm nhưng mà vì điều kiện không cho phép, không còn đủ khả năng để ở lại nên vợ chồng quyết định đi xe máy về quê. 21 giờ tối qua, vợ chồng anh chị đã tới tỉnh Quảng Nam, còn 685 km nữa sẽ về đến Nghệ An, cầu mong cho thời tiết thuận hòa để mọi người đi đường an toàn hơn. Ngay sau khi hình ảnh trên được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều netizen đã để lại bình luận động viên gia đình như: chuyến đi đầu đời bão táp ghê, mong cả gia đình bình an, thương em quá, chiến binh bé nhỏ, mong sao cho bà vững tay lái, trời không mưa, mẹ đủ sức khỏe để đưa em về đến nhà an toàn, cầu mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình. Khi gia đình em về đến Đà Nẵng, vợ chồng anh Sò dừng lại nghỉ chân ở đèo Hải Vân để lấy sức đi tiếp. Biết được thông tin, anh Trần Văn Vương, quê Bó Trạch, Quảng Bình, đang sinh sống tại Đà Nẵng, cùng nhóm bạn của mình đã tìm đến gặp để hỗ trợ, tiếp sức cho vợ chồng anh Sò cùng cháu về quê. Thấy hoàn cảnh anh Sò gian nan, cháu bé còn quá nhỏ, vợ anh Sò là chị Tránh mổ sinh cháu bé mới được 9 ngày chưa cắt chỉ nên sức khỏe quá yếu. Nhóm của anh Vương đã liên hệ với chị Huyền, một Việt kiều bạn của anh Vương, thuê lại một chiếc xe ô tô và tài xế tổng cộng 7 triệu đồng để chờ hai vợ chồng anh Sò, chị Tránh và cháu bé về quê. Đồng thời anh Vương cùng nhóm bạn đã biếu vợ chồng anh Sò một ít tiền để mua sữa, chăm lo cho cháu bé. Còn chiếc xe máy anh Sò gửi lại cho bạn anh Vương, hẹn hết dịch sẽ vào lấy lại. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao trước câu chuyện xúc động này? Đừng quên để lại comment về video này nhé!